Thưa quý vị, cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, những năm qua, chương trình xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết tại thành phố Đà Nẵng là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp các ngành và toàn xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tạo thêm động lực để hộ nghèo yên tâm, nỗ lực trong lao động sản xuất, vươn lên cải thiện đời sống, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại quận Sơn Trà. Đây là căn nhà mới vừa được bàn giao cho ông Phạm Thẳng tại phường Mương Thái, quận Sơn Trà. Thuộc diện hộ nghèo của phường, trước đây ông Phạm Thẳng sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng. Qua khảo sát thực tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mương Thái đã kêu gọi ủng hộ số tiền là 60 triệu đồng để ông có điều kiện xây mới lại căn nhà. Với mái ấm đại đoàn kết kiên cố, khang trang, ông Phạm Thẳng không khỏi xúc động khi ước mơ về một mái nhà vững chắc đã thành hiện thực. Trước đây nhà tôi cũng dọc nóc, Ủy ban với Mặt trận phường người ta tôi có số tiền để xây nhà, để nấp bổ. Chúng tôi hân xin cảm ơn các Mặt trận đoàn thể. Cũng là một trong số trường hợp nhận hỗ trợ từ chương trình xây mới sửa chữa nhà đại đoàn kết. Hộ ông Trần Vinh Quang, một gia đình công giáo tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, vừa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường hỗ trợ tiền để lập lại mái tôn đã rỉ sét. Đây là món quà thiết thực đối với gia đình ông khi không còn phải thấp thỏm lo âu mỗi mùa mưa bão. Trước đây cái nhà nó đen lắm, đen thui á, mưa nó dột xuống nè, vẫn lâu ngày là cứ rêu nè, mọc đầy đen thui. Nhưng mà khi mà lợp đài rồi á, thì bây giờ trường mình đã yên ổn được cái sự kiện đó cho con cái, cho gia đình. Để việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết đạt hiệu quả cao, thời gian qua đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở trên địa bàn quận Sơn Trà trực tiếp xuống từng hộ gia đình để khảo sát hiện trạng nhà ở và điều kiện kinh tế, qua đó có biện pháp hỗ trợ phù hợp đúng đối tượng. Từ nguồn quỹ vì người nghèo, cùng với sự trợ giúp của cộng đồng, những ngôi nhà đại đoàn kết đã sớm được hoàn thành và bàn giao cho hộ nghèo, kịp thời động viên họ nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Trước đây thì địa bàn phường Mương Thái là một cái vùng ven biển, cho nên là nhà ở của bà con là xuống cấp rất là trầm trọng. Nhà thì nhà cấp 4, thường xuyên là gặp mưa bão, cho nên là tường và mái nói chung là ở gần ven biển thì rét rỉ nữa. Thì thấy được cái điều đó thì chúng tôi cũng tổ chức khảo sát và có những cái hỗ trợ kịp thời thông qua là quỹ vì người nghèo của địa phương, rồi các mạnh thường quân, các đơn vị tài trợ. Thì chúng tôi tập trung là cơ bản là xây mới. Thì với cái điều kiện là hộ gia đình đó là thuộc hộ nghèo, rồi có đủ điều kiện, ví dụ như về giấy tờ đất này, rồi là các cái điều kiện mà chuẩn bị cho xây một cái nhà mới. Ngay từ đầu năm chúng tôi đã khảo sát, thì đến nay chúng tôi đã giải ngân và hỗ trợ xây mới một nhà với tổng số tiền là 60 triệu đồng. Trong đó Ủy ban Mặt trận Nam thành phố hỗ trợ 50 triệu và quỹ vì người nghèo của địa phương là 10 triệu. Về sửa chữa nhà thì chúng tôi đã cơ bản hoàn thành là 15 nhà. Trong đó là kinh phí Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nam quận là hỗ trợ 6 nhà với tổng số tiền là 93 triệu đồng. Còn lại địa phương là 9 nhà với tổng số tiền là 199 triệu 500 nghìn đồng. Có thể khẳng định những mái ấm đại đoàn kết được hỗ trợ từ nguồn quỹ vì người nghèo là kết tinh của tinh thần tương thân tương ái. Đây chính là tấm lòng sẻ chia đùm bọc của cộng đồng xã hội đối với các hộ nghèo, qua đó tạo đòn bẩy để khuyến khích hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hăng hái lao động sản xuất, tự lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.